Bà Sài Đồng Huy xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị là không gian vườn cây của anh Thịnh tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hôm nay bà Sài Đồng Huy sẽ dẫn quý vị đến ngắm vườn cây với rất nhiều cây cảnh của anh Thịnh. Quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng vườn cây với bạt ngàn cây cảnh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng từng cây quý vị nhé, để xem vườn anh Thịnh này có những đồ chơi gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cây xanh quê. Một cây xanh quê thả nước quý vị nhé. Cây này thì cái sai cây tầm đại, với cái chiều cao thì cao phải tầm đến đâu đó phải tầm 1m8 quý vị ạ. Một cây xanh cổ thả nước rất giá trị. Quý vị nhìn thấy nét nhà ngọc quý vị này. Đây là ông chủ đây rồi. Anh em chào anh nhé. Xin chào Masai Đức Huy và chào tất cả khán giả yêu cây. Lần này đến thăm vườn anh thì thấy rất nhiều thay đổi, cây mới rất nhiều. Và đặc biệt là cây xanh quê này này. Cây này về anh lâu chưa anh? Cũng mới thôi. Cũng mấy tháng này hả? Anh em thích loại này. Chơi xanh quê. Đây là cái cây xanh quê. Form dáng đẹp, chất đẹp. Và không nói quý vị cũng biết là già như thế nào. Bóng đẹp lắm quý vị ạ. Cao 1m8 quý vị nhỉ. Và còn rất nhiều cây quý vị ạ. Chúng ta sẽ đi ngắm tiếp những cái sai cây tầm trung này. Trực hoành quý vị nhỉ. Già quá anh Thịnh ạ. Quá già. Quý vị nhìn thấy này. Mới chất làm sao. Gần như là chưa được nuôi, khô đét. Đồ này thì chăm thích lắm quý vị, nuôi thích lắm. Một cây xanh lam điền cao đâu đó khoảng 1m, sấp xỉ 1m. Một cây trực hoành. Nhiều lắm quý vị nhé. Đây cũng là một cái tác phẩm hoàn thiện của anh. Anh Thịnh cũng là một nghệ nhân có tiếng ở khu vực Hải Phòng này. Quý vị nhìn thấy những cây dưới của anh. Dưới dáng trực. Cây này cũng anh mới mua về hả? Cũng 1 năm rồi. Một cái dưới này cao phải tầm đâu đó nó phải gần 2,5 m đến 2,7 m đúng không anh? Và chúng ta đến với tác phẩm khế. Cây khế này Bonsai Đông Huy cũng nhìn thì cũng là cây mới này. Cây khế có những cái đường thân phải nói là rất ấn tượng. Mình nhìn thấy một cây khế. Một cây khế khi thưa quý vị là hoàn thiện hết rồi. Và đặc biệt là quả rất sai quý vị nhé. Rất nhiều quả. Quý vị có nhìn thấy những cái chùm quả không? Sai lắm quý vị ạ. Một cây khấu khế, cây khế quý. Và không gian vườn anh ấy thì nhiều lắm. Đợt này đến thì Bonsai Đông Huy thấy nhiều thay đổi, nhiều đồ mới. Quý vị nhìn thấy nhiều đồ mới lắm. Ngai vàng. Ngai vàng à? Một cây tam đa, quý vị nhìn thấy. Không biết thân thế nào mà gốc thế nào. Rất nhiều những điểm khó, điểm gập, ấn tượng. À,
thành tâm đắc mà này. À. Ủa, quý vị nhìn thấy này, anh ấy cho một chút nước mà nhìn thấy từ xa đã thấy một cái màu đồng. Giả lắm quý vị ạ. Cái này anh mới mua về hả? Vàng 4 con 9 rồi. Giả lắm quý vị ạ. Và chúng ta đến với một cây thị của anh ấy, cây thị đặc biệt quá. Quý vị nhìn thấy cây thị này. Có đặc biệt không? Cái này ở mấy anh lâu rồi chứ nhỉ? 6 7 năm. Cái này ngồi cái thị gần như là có đầy đủ rồi. Quả như thế sai hả anh? Cái này nó phải mấy trăm quả. Thế à? À. Thân đặc biệt quý vị nhé. Thân thì dẹt hết rồi. Quý vị nhìn thấy này. Thân cây thị dẹt hết rồi. Cái này sai lắm mà cái này nó là thị pháp, quả mỏng. À. Từ đây đến thì vườn anh Thịnh quá nhiều đồ mới. Chúng ta sẽ đến với cây gần anh bên trước. Đây là một cái tác phẩm hoàn thiện đó, một cây xanh cổ. Cây cao 1m2 và quý vị nhìn thấy cái độ chất, độ già của cây. Hôm nay thì đến ngắm thì cũng có các anh em ở Hải Dương quý vị nhá. Thợ buôn lão luyện Nguyên Vũ cũng có mặt. Tay to. Nguyên Vũ đó rồi. Anh xem nào. Chúng ta đến với một cái tác phẩm, một cây xanh Nam Điền của anh ấy. Đường thân nghệ thuật nhỉ anh nhỉ? Đây này, cổ đường cổ này. Đường đua F1. Đường đua F1. Đường đua F1 mãi là huyền thoại. Giờ cái lấy đường đua F1 lấy tên đấy hay đấy nhỉ. Ấn tượng cái nhỉ. Quá ấn tượng. Đáng nhớ, để nhớ trong đàn cây đáng nhớ đường đua F1. Đường đua F1. Ui anh Thịnh có cây tán tầng này này. Anh Thịnh ơi. Tán tầng có. Ui dồi. Giả lắm quý vị nhá. Mới cắt hả anh? Ừ. Quý vị nhìn thấy đây. Một cây tán tầng của anh. Đấy bên này. Sao bên này nhìn thấy kinh. Khủng khiếp. Khủng này. Cây này giả lắm quý vị ạ. À, bên này nhìn tân nu. Ui kết kẹt kẹt. To. To khủng đục, mẻ đục. To khủng và già. Cái này anh mua về lâu chưa? 3 năm à. Chinh phục 3 năm. Một khối rất tiềm năng. Đây cũng vậy nè quý vị này. Đây cũng là xanh cổ đây. Nuôi cái này mới thích này. Già thế này mà quý vị. Khô đẹp. Này thì có chăm thoải mái. Mới thay chậu. Dạ. Đặt này cho chậu nó ăn nó mới lớn. Vâng. Cây cũng cao khoảng đâu đó khoảng 1m2 quý vị nhỉ. Nhiều lắm. Đây cũng vậy nè quý vị này. Tác phẩm hoàn thiện của anh Thịnh chiếm khá nhiều quý vị ạ.
Hôm nay quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một cái vườn cây với rất nhiều cây cảnh. Từ cây hoàn thiện đến cây phôi và đầy đủ các form dáng quý vị nha. Nhưng mà chủ yếu được bà sao tôi thấy chiếm đa số là cây cổ, cây già cây cổ ở vườn Anh Thịnh rất nhiều. Đây là cái cây mà anh đang xây dựng. Cây có đường thân cũng rất khó chịu của biển. Và còn đây, một cái cây anh đang xây dựng nữa. Cây này thì không nói quý vị cũng biết là cái tuổi cây lớn thế nào. Một cây tiềm năng của vườn anh Thịnh. Và còn rất rất nhiều cây. Phía trước quý vị là xì cổ. Nhiều lắm quý vị ạ. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng tổng thể vườn Anh Thịnh. Chúng ta nhìn thì trên cao chúng ta thấy vườn cây của Anh Thịnh nhiều cây thế nào. Kính thưa quý vị, hôm nay Bonsai Đá Huy dẫn quý vị đến thăm vườn cây của anh Thịnh tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một trong những vườn cây có số lượng cây rất lớn quý vị nhé. Và đến đây thì Bonsai Đá Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Em chào anh Thịnh nhé, anh Thịnh ơi. Chào anh nhé. Thì đến thăm vườn anh Thịnh thấy những cái thay đổi thì chia sẻ cho quý vị. Và Bonsai Đá Huy sẽ trở lại quý vị trong thước phim sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.